Ở cuối tập 62, sau khi Tử Nghiên cùng Mị Độ Toa trở về, đang trong lúc nghỉ ngơi thì ánh tím đột nhiên bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên. Sau đó, nàng cứ thế gục xuống, một cỗ hào quang màu tím từ trong cơ thể trào ra, một cái kén dần hình thành và bao bọc lấy thân thể nàng ở bên trong. Nhìn chuyện xảy ra trong tích tắc kia, Mị Độ Toa bất ngờ. Một lúc sau, thấy Tử Nghiên hóa kén rơi vào trạng thái ngủ say, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, thân hình lóe lên, nàng liền biến mất vào hư vô. Thời gian cứ thế qua đi, vài ngày sau, từ nơi Tiêu Viêm đang ngồi, Dược Đỉnh đột nhiên dị động. Phát hiện động tĩnh, Mị Độ Toa liền xuất hiện, mang theo ánh nhìn sắc bén, nàng liền hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Nương theo ánh nhìn đó, ở phía xa kia, bên trong Dược Đỉnh, một viên đan dược đã thành hình, một vụ nổ bất chợt bạo phát, chiếc nắp đỉnh kia bị hấp bay. Sau đó, một viên đan dược liền bay thẳng ra bên ngoài. Thế vậy, bàn tay đưa ra, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thu lấy đan dược và cất đi. Lảo đảo đứng dậy, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua một lượt, thấy quả trứng màu tím trước mắt, anh ấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn Mị Độ Toa, thanh âm kinh ngạc vang lên nói: "Gì đây? Cái này là..." "Đó là Tử Nghiên biến thành. Cô nhóc này đã tiến giai rồi sao?" "Hẳn là vậy, sau khi nha đầu này hóa kén đến hiện tại cũng không có nửa điểm dị động, xem ra thời gian tiến giai này không ngắn." "Đan dược ngươi luyện chế thành công rồi sao?" "Đúng vậy." "Hơi thở của ngươi cũng đang bất định, xem ra sắp đột phá đấu hoàng." "Theo như ta dự tính, trong vòng 10 ngày chắc có thể đột phá." "Chênh lệch của đấu vương cùng đấu hoàng rất lớn, muốn đột phá cần thời gian rất dài, xem ra kế tiếp ngươi phải bế quan rồi." "Chờ ta đem đan dược mang ra bên ngoài, sau đó sẽ trở về bế quan. Lần này bế quan, không đạt đấu hoàng, tuyệt không trở về." Dứt lời, Tiêu Viêm cười nhạt, bàn tay khẽ sờ vào chiếc nhẫn trên tay, trong lòng lẩm bẩm nói: "Lão sư, chờ ta sẽ mau chóng gia tăng thực lực, đem ngài cùng phụ thân cứu ra." Dứt lời, Tiêu Viêm ánh mắt trở nên sắc bén. Thế vậy, Mị Độ Toa nhìn Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Yên tâm, trong thời gian tới, ta sẽ thay ngươi hộ pháp." "Một khi đã như vậy, ta cảm ơn cô trước. Bây giờ, ta mang đan dược ra bên ngoài, sau khi trở về sẽ bắt đầu bế quan." Nghe những lời này, Mị Độ Toa gật nhẹ đầu, ánh mắt sau đó lại lần nữa tập trung vào cái kén đang phát ra ánh tím ở phía xa. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, hai kén khẽ động, anh ấy cũng liền vọt thẳng lên trời cao, hướng ra bên ngoài. Phi hành được một đoạn thời gian, thân hình Tiêu Viêm dừng lại ở một mỏm đá nhỏ. Sau đó, thanh âm của Tiêu Viêm bất chợt vang lên nói: "Xuất hiện đi." Dứt lời, từ bên trong khu rừng, một vài thân ảnh cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, họ liền hành lễ, thanh âm vang lên nói: "Tham kiến minh chủ." "Các ngươi là người đại ca ta phái tới sao?" "Minh chủ, lão nhân là Bách Lý Thịnh, hôm nay tới đây là do nguyên lão Tiêu Đỉnh phái tới." "Được, cầm lấy thứ này và mang trở về, ta đã lưu lại ấn ký, nếu thất lạc hãy báo cho ta biết, ta sẽ có biện pháp tìm về." "Minh chủ yên tâm, hiện giờ tại Gia Mại Đế Quốc vẫn chưa có người nào dám đụng đến viên binh chúng ta." "Được, các ngươi đi đi, khi trở về báo cho đại ca ta biết, ta sẽ bế quan nửa năm, trong thời gian đó việc viên binh sẽ do hắn làm chủ." Nghe vậy, đám người kia nhanh chóng gật đầu tuân mệnh, sau đó tất cả liền lao vút đi và biến mất trong màn đêm đen tối. Quay đầu lại, Tiêu Viêm định rời đi thì bất chợt một đạo linh hồn ấn ký đột nhiên sáng lên. Giật mình, Tiêu Viêm phát hiện nó đến từ Thanh Sơn Trấn. Bởi vậy, trong màn đêm, hai cánh sau lưng dang rộng, Tiêu Viêm liền lao vút đi hướng về thị trấn nhỏ phía xa. Cũng trong lúc đó, ở tại một trang viên nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đám người cầm đao kiếm về mặt hung tợn đi tới. Sau đó, đám người này liền dùng vũ lực bắt hết tất cả những người ở đây và trói lại. Ở chính giữa là hai người Tạp Cương Đại Thúc và Linh Nhi. Hiện tại, hai người họ đang bị một tên được xưng là Hách Gia Chủ tiến hành tra khảo. Đám người kia muốn biết lai lịch những món đồ mà Tiêu Viêm để lại. Thế nhưng, mặc đám người kia tra khảo, Tạp Cương Đại Thúc quyết không hé lộ nửa lời. Bởi vậy, cái tên Hách Gia Chủ kia tức giận. Ngay lập tức trong tay hắn ta, một cây cung kèm theo mũi tên sắc nhọn sáng lên. Sau đó, hắn ta liền bắn thẳng nó về phía trước, khiến mũi tên găm thẳng vào ngực của Tạp Cương Đại Thúc, làm ông ta ngã nhào. Chưa hết, ngay sau đó, tên kia đã liền đi lại và tiếp tục tấn công Tạp Cương Đại Thúc. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời xuất hiện một thanh âm lạnh lùng vang lên quát: "Các ngươi muốn tìm ta sao?" Dứt lời, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện, sau đó chậm rãi đi tới. Thế vậy, cái tên Hách Gia Chủ đã liền cất lời hỏi: "Ngươi là ai? Vật đó là do ngươi chế tạo ư?" "Đúng, là ta." "Ngươi muốn cứu bọn họ không? Nếu như vậy, chẳng phải cần rất nhiều hỏa liên bình sao?" "Đã thế, mời các hạ đi cho. Bây giờ ta đến 10 tiếng, các ngươi nếu rời khỏi đây, ta xem như không có chuyện gì xảy ra." "Thật ngông cuồng, người đâu, mau bắt hắn lại." Tiếng quát vừa dứt, hàng chục đạo thân ảnh đã liền lao đến. Thế nhưng, Tiêu Viêm chỉ dậm nhẹ chân, đấu khí bạo phát đã liền chém bay đám người kia ra xa. Sau đó, thân thể nhẹ nhàng bay lên không trung, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một đóa hỏa liên nhỏ đã thành hình, năng lượng ầm ầm bạo phát.
Chỉ trong tích tắc, hỏa diễm bạo phát, Tư Viêm đã liền quét tan đám người kia, giải thoát cho Linh Nhi cùng Tạp Cương Đại Thúc. Sau đó, đưa cho Tạp Cương Đại Thúc một viên đan dược, thanh âm Tư Viêm đã liền vang lên nói: "Hai vị, đan dược này có thể làm thương thế của hai người khỏi hẳn, chuyện hôm nay đã giải quyết xong, tại hạ còn có việc phải đi trước, cáo từ." Dứt lời, hai cánh khẽ động, Tư Viêm đã liền bay vút đi trong màn đêm. Nhìn bóng đêm biến mất ở cuối chân trời, Tạp Cương Đại Thúc liền hướng về Tư Viêm hành lễ, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Còn Linh Nhi, đôi mắt long lanh kia như rạng rỡ, nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang biến mất nơi chân trời phía xa. Thời gian qua đi, đến khi bình minh ló dạng, ở phía xa xa nơi khe núi, thân ảnh của Tiêu Viêm rất nhanh đã quay trở về. Thu lại hai cánh, Tiêu Viêm rơi mạnh xuống mặt đất, làm kình phong bạo phát mãnh liệt. Hít một hơi, Tiêu Viêm liền hướng về phía cái cánh của Tử Nghiên. Thế vậy, Mị Độ Toa gương mặt trở nên hiền hậu, nhẹ nhàng nói: "Mọi việc tốt cả chứ?" Nghe thấy thế, Tiêu Viêm gật đầu cười, đem chuyện lúc nãy đại khái nói sơ qua. Nghe xong, Mị Độ Toa có vẻ thờ ơ, thanh âm bất chợt vang lên nói: "Khí tức trong cơ thể ngươi càng lúc ba động càng lớn, xem ra phải nhanh chóng bế quan. Thời gian cấp bách, ta sẽ bắt đầu bế quan ngay bây giờ. Về phần Tử Nghiên, ta muốn ngươi chiếu cố." "Được, chờ ngươi bế quan xong, ta sẽ trở về với tộc nhân của mình. Có cần ta đi cùng ngươi không?" "Không cần, nhân loại vốn không được sản nhân tộc bọn ta hoan nghênh." "Đã vậy, ta sẽ bắt đầu bế quan, Tử Nghiên trông cậy vào ngươi." Dứt lời, Tiêu Viêm liền bay đi, còn Mị Độ Toa nhìn hình bóng Tiêu Viêm đi xa, nàng chợt lẩm bẩm nói: "Tiêu Viêm, hy vọng người thuận lợi đột phá." Chuyển cảnh đến một nơi khác, sâu trong một cái hang động rộng lớn, ở chính giữa chính là thân hình của Tiêu Viêm. Chậm rãi ngồi xuống, Tiêu Viêm cũng liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Nương theo đó, đấu khí trên người bạo phát, sắc xanh liền bao phủ toàn bộ cơ thể của anh ấy. Từ sâu bên trong cơ thể, đấu khí như luồng thủy cuồn cuộn chạy loạn lên trong kinh mạch, làm Tiêu Viêm có chút khó chịu. Thế nhưng, mặc kệ đấu khí đang ầm ầm bạo phát, Tiêu Viêm vẫn im lặng ngồi tu luyện mặc cho thời gian trôi qua. Còn ở lại bên ngoài, sau thời gian vài tháng qua đi, nơi đây đã trở nên vô cùng tươi đẹp, những đóa hoa đua nhau hé nở. Trên một tảng đá, ánh mắt Mị Độ Toa nhìn về phía trước để luyến tiếc. Thế nhưng, nàng vừa phát hiện tộc nhân của mình gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, để lại cho Tiêu Viêm tín hiệu, nàng cũng liền rời đi khỏi nơi này. Còn Tiêu Viêm, bên trong hang động, anh ấy vẫn ngồi lẳng lặng tại chỗ. Thời gian qua đi, trong khi Tiêu Viêm đang ngồi im lặng, bất chợt hai cánh sau lưng anh ấy đột nhiên dang rộng. Hai mắt từ từ mở ra, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, sau đó gầm lên, một thanh âm như cuồng phong bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Bất chợt, từ nơi mi tâm của anh ấy, một hố đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Tiêu Viêm lờ mờ nhìn thấy mình được đưa tới một nơi nào đó. Linh hồn Tiêu Viêm đảo qua một kinh hãi phát hiện, bên trong mấy cái lồng da màu tím rõ ràng là một đám linh hồn thể sống sờ sờ. Ở chính giữa, một thân ảnh già nua đang bị giam giữ ở đó. Giật mình nhận ra, đó chính là thân ảnh của Dược Lão, thanh âm Tiêu Viêm liền hô vang một tiếng: "Lão sư!" Thế nhưng, khi thanh âm vừa vang lên, sợi dây linh hồn liên kết lập tức bị chặt đứt, Tiêu Viêm liền trở về với thực tại. Chậm rãi mở hai mắt, Tiêu Viêm cảm nhận cơ thể mình đã có đột phá rất lớn, giờ đây anh ấy bước vào đấu hoàng cấp bậc. Nghĩ đến hình ảnh Dược Lão khi nãy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Lão sư, chờ ta sẽ trở nên cường đại hơn, đem ngài cùng với cha ta cứu ra." Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy quyết tâm, liền hướng về xa xăm. Đến đây thì hết tập 63/5 đấu phá thương cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.